5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Phá kìa. Mà trong cái đồi cây làm gì có bao rác nào các bạn nhỉ? Không trốn được chi ghê. Ai đây nhỉ? Nhà trai đấy. Con này có Nguyễn. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Nếu mình không nhìn thấy mà. Xin chào bạn nha, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hiện tại bọn mình đang ở cánh đồng các bạn ạ, gần khu đồi cây các bạn nhá. Thì các bạn ơi, hôm nay bọn mình sẽ làm một cái series trốn tìm các bạn ạ. Đấy, trở về tuổi thơ bạn nhá. Chắc bọn em biết chơi trốn tìm hết rồi đúng không? Đấy, rồi. Chỉ có một thời anh ơi. Thì hôm nay bọn mình sẽ bắt đầu chơi cái series trốn tìm các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ là bọn mình sẽ có một cỡ bài đây. Ai phải bốc vào cây bé nhất thì sẽ là người được đi bắt các bạn ạ. Người là lớn nhất bóc phải cái bài lớn thì sẽ được đi trốn các bạn nhá. Đúng rồi. Đấy. Rồi di cháo rồi xong đảo đây xong rồi. Ok anh, để em đảo nhá. Là để mọi người bốc nhá. Rồi, cứ bốc trước nào. Nhắm mắt vào. Nhắm vào, bốc đi. Ok, anh hỏi nào. Ui. Khoai to hay bé gì? Em không nói. Là. Đây. Lươn. Chết rồi. Ok, mọi người cùng số bài nào. Các bạn ơi. Anh Hưng bé nhất. Mình được đi bắt các bạn ạ. À. Anh Hưng bé nhất à? Đấy. Ôi mình được 3. Mình 2 các bạn ạ. À. Đi trốn đi. Đấy, từng 4 lần thua cơ mà 4 vẫn là to nhất. Đấy thì các bạn ơi, mình sẽ là người đi bắt các bạn nhá. Đấy, bây giờ xem bán kính nó từ đâu đến đâu để trốn. Đây là cái đường mênh mông luôn. Phạm vi chỉ ở trong cái khu đồi cây thôi các bạn nhá. Đấy. Ok. Hiểu không? Hiểu. Rồi, thì bây giờ sẽ bắt đầu chơi các bạn nhá. Anh sẽ bắt đầu đếm. Anh phải nhắm mắt vào, đếm đi đúng không? Ok. Đấy, okay. Đếm đến 400 thì thôi. 400 á? Đến tầm anh Hưng mà An Gian em nói cho. Rồi, ok. Có xin video mà, An Gian. Rồi, ok, rồi. An Gian sẽ là gì khác biết. Rồi. Nói chung là chơi công bằng. Ok. Đấy, là okay. Bây giờ bắt đầu anh đếm nhá. Rồi. Anh nhắm không? Bây giờ đi vào hú đi. Nhắm mắt vào đi. Anh đi. Em rồi. Yên tâm, chạy đi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Làm gì? Làm gì? Để nó quàng cái bao màu này. Ui, nấp trong bao á? Ừ. Quàng đâu cái nữa. Quàng vào đâu? Quàng vào đầu này. Chui vào đây á? Ừ. Được chưa? Được rồi. Xuống sâu một tí nữa. Sâu tí nữa. Được rồi. Được chưa? Tao xuống đâu bây giờ nhỉ? Đâu mà đi chỗ có đi chú đây nó biết đấy, đi chỗ kín vào. Đấy, ui, chưa. Đấy các bạn ạ. Chỗ này là chỗ lý tưởng để mình trốn đấy. Mình có mang theo được cái bạt các bạn nhé. Mình sẽ trốn trong cái bạt này. Ui các bạn ơi, mình trốn chỗ này có bố nhưng không thấy được. Rộng thế này cơ mà. Ui. Mười, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ trèo lên đỉnh cái cây này nhá. Đố anh Hưng mình tìm được mình luôn các bạn ạ. Đấy. Ai à? Các bạn tuyệt đối không được học theo mình trèo cây nhá, không ngã gãy chân đấy. Anh Hưng ơi, em ở đây này, đến đây đi. Làm sao mà ông ấy tìm được mình ở trên này chứ các bạn nhỉ? Em chú chỗ này đi, để chị tìm được. Đấy, không biết này. Này, nhanh. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Được. Này, cách cụ bao che con nhá. Bình tĩnh.
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok anh, bây giờ nó xong rồi. Thằng kia. Xong rồi, hết rồi. Ôi ôi, đâu hết rồi. Ôi ôi, ngủ đâu rồi? Ê, ngủ đi hết rồi. Các bạn ơi, các bạn không biết bọn nó hú ở đâu các bạn ạ. Không biết tìm được bọn nó trong đồi cây không các bạn nhỉ? Hay là bây giờ mình đi về ngủ để cho bọn nó hú nhỉ? Rồi, mình sẽ chơi trốn tìm thì mình phải tìm bằng được các bạn nhá. Đấy. Anh thì nếu sao anh phải chạy về UT đấy anh hứa. Không, chỉ chơi và bắt được tại chỗ thôi, không phải UT. À, UT cơ à? Đấy các bạn ạ. À các bạn ơi, ở kia có người các bạn ạ. Đấy chỗ kia là người ta đang chặt cây, dễ là bọn nó đang hú ở đấy lắm các bạn ạ. Ở đâu bây giờ nhỉ? Như một kia đấy bẻ các bạn ạ. Đấy, ở đây là cái đống lá là mọi người, à, người dân người ta chặt cây các bạn ạ. Kiểu gì cũng có thằng hú ở đây. Lâu nhỉ? Không có các bạn ạ. Có ai hú ở đây không nhỉ? Không có các bạn ơi. Bọn lại hú kín thật đấy. Anh cứ chăm chăm mà có tiếng kêu là biết. Hú kín lắm các bạn ơi. Không có ai các bạn ạ. Có người không? Có người! Ôi ơi! Được rồi. Ơi, làm im thế! Một con vật nó chết! Cường à! Trời ơi! Đừng bà! Trong má lại vô quân ở đây nhá! Ôi ơi! Ôi Cường các bạn nhá! Đi tìm tiếp! Phải bán chặt bị vô quân trong ở đây thì mày trốn được gì? Trốn chí lắm nhỉ? Đâu nhỉ? Không biết đâu nhỉ? Các bạn ơi! Cây tự nhiên chả có gió nhưng mà cây kia nó lại rung rung các bạn ạ. Đổi cây là phải trên cây rồi. Ui ôi! Con ma! Ô hậu! Hậu ơi ơi! Anh nhìn em thế này. Này rung 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 này không biết đâu. Này các bạn ơi! Hậu trèo lên đỉnh cao các bạn ạ. Lâu đây mà vẫn nhận ra nhờ. Tài thật đấy. Thôi xuống rồi nhé. Thôi rồi, hai con rồi chết rồi. Rồi còn mấy người nhỉ? Còn 4 người nữa. 4 người nữa. Cái Nguyên đâu nhỉ? Nguyên em đi anh trốn đâu? Nguyên đâu hết nhỉ? Ôi ôi. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Hùng đâu nhỉ? Nguyên đâu nhỉ? Đây là ba cát cỏ. Chín. Hạ cát cỏ. Đông hạt quá. Cái gì trong kia nhỉ? Bãi rác à? Bao rác à? Phá kìa. Mà trong cái đồi cây làm gì có bao rác à các bạn nhỉ? Hãy
Không trốn được chi ghê. Ai đây nhỉ? Nhà trai đấy. Con này quyết lắm. Con này cũng quyết. Ôi giời ơi. Đúng rồi. Nếu mình không nhìn thấy mà. Sao bạn lại biết tớ ở đây? Cái đấy là điều bạn không cần phải quan tâm. Đấy. Ôi, bắt đầu rồi nhá. Ba người rồi. Còn ba người nữa. Trốn kỹ ghê nhỉ. Ai. Ôi, từ mình dừng một pha lắm. Rộng lắm các bạn ạ. Có biết hú ở đâu các bạn ơi. Đấy, mình đã bắt được ba người rồi các bạn ạ. Chỗ này nhỉ? Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất các bạn ạ. Hùng đâu rồi? Lương lại la đâu rồi? Chỗ này rậm rạp đấy, sợ phết đấy các bạn ạ. Cẩn thận đấy anh ạ. Đâu nhỉ, bọn hú đâu hết nhỉ? Không, mèo trốn đây. Vẫn tìm thấy. Rồi, hôm nay còn hai đứa con gái nữa các bạn ạ. Nhậu đâu nhỉ? Ô thế em là người thứ mấy anh? Người thứ tư. Thứ tư à? Thứ kinh ghê. Vào đây. Còn hai đứa anh. Còn hai đứa con gái nữa. La với Lương à? La Lương trốn kỹ thế nhỉ? Cái vườn to này biết tìm đâu. Thế tài nhỉ? Ui, rộng lắm anh ạ. Rộng lắm. Ôi. Đâu nhỉ? Chỗ này mộ chắc không vào đây anh ạ. Con gái không dám vào đây đâu. Úi dồi. La với Hương à? Đủ húi trong này á. Các bạn ơi, húi ở đây. Siêu ấy. Ôi dồi ôi. Bắt được hai đứa các bạn nha. Đấy, thế là hết rồi. Đây nhiều mụ này anh. Đi mẹ, nhanh. Kiến cắn sưng hết ấy rồi. Hú ở chỗ này ghê thật. Hai đứa gái mà dám hú vào bãi sa mạc các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Mày công nhận sợ thật. Ôi, đi vào. Các cụ chả bao che nhau. Trốn kỹ ghê. Các bạn ơi. Đấy, tìm cái lũ này mệt lắm các bạn ạ. Vô lý. Các bạn đã đính ngọn cây ông vẫn tìm thấy. Anh dán cam, sao em đúng không? Em để ghê. Dạ. Hay là anh không nghe? Em không phô, em biết cảnh đâu nhưng em không phô. Các cụ bao che em như thế mà. Em trốn kỹ như thế mà. Em không phô một tí nào cả. Máy quay còn đây. Chú đến đấy thôi, thế thì Cường là hứa kỹ nhất các bạn. Anh dán cam vào lưng bọn em đúng không? Trốn không nhìn thấy gì mà các bạn. Đánh ta đánh tình. Trốn kỹ như thế mà. Đấy các bạn ơi, mình công nhận là mấy em mình hú kỹ thật nhưng mà mình vẫn tìm ra các bạn ạ. Đấy thì các bạn thấy clip của mình hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ mình nhá. Nếu mà các bạn muốn mình làm series trốn tìm thì các bạn hãy comment ở dưới video này các bạn nhá. Đấy, nhiều like và nhiều lượt comment ủng hộ mình thì mình sẽ làm tiếp theo. Đấy, lần sau làm ở ngoài nghĩa địa chứ. Đấy, còn đêm một chất anh ạ. Lần sau trốn chắc em phải nhà ngủ. Thế em phải kiếm đống mộ nào mới. Nếu mà clip này mình rất nhiều like thì nhiều các bạn ủng hộ thì mình sẽ làm series trốn tìm ở ngoài nghĩa địa lúc buổi tối các bạn nhá. Đấy, hai mình thì chắc clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn ạ. Đấy thì hôm nay mình làm trên đồi cây thôi. Đấy, đồi cây này nó cũng gãy góc chọc đầy người luôn đấy, các bạn ạ. Nói chung là nó cũng không rộng lắm nha các bạn nhá, dễ tìm. Thì clip của mình xin dừng lại đây các bạn nhá. Xin chào tất cả mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.